Nói thật, chú không hiểu Giao Linh. Con cũng có quyền tự quyết định chứ chú. Tất nhiên. Vậy thì chú cứ làm theo lời con đề nghị nha. Điều đó là đương nhiên. Có điều chú quá ngạc nhiên và bất ngờ với những gì Giao Linh yêu cầu. Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Bà cháu đã tham khảo ý kiến của ba cháu, như cháu đã nói với chú bữa hôm trước chưa? Rồi chú à, bà nói con có quyền quyết định và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Bà còn dặn Giao Linh phải tự tin vào bản thân của mình trước. Vậy thì tốt. Thôi con về nghe chú. Ủa xong rồi hả? Mày đi đâu? Về nhà ba tôi đi. Thôi đi. Ê bà, anh Lộc có ý kiến gì về dự án của anh Bình không? Đúng như tôi dự đoán, anh Lộc bác bỏ dự án đó. Tôi đoán đúng chốc mà. Nè, hỏi thiệt nha. Sao đoán hay vậy? Bộ có đọc qua dự án đó rồi hả? Chưa, thậm chí chưa một lần ngó qua nữa. Khi nào mà bà ra lệnh cho tôi đọc thì tôi mới dám đọc chứ. Vậy tại sao bà đoán được là anh Lộc sẽ bác bỏ dự án của anh Bình? Dễ ợt. Bà không biết hay là bà giả bộ không biết vậy Linh? Nói thiệt đi. Tôi không biết, thiệt mà. Nói đi. Bà vẫn tay lên mà bà nghe ngang. Bởi vì anh Lộc có tình cảm với bà cho nên ép anh Bình. Đơn giản vậy thôi à. Vô duyên. Tôi nói với anh Lộc hồi nào là tôi quen với anh Bình? Tôi nói. Bà nói cái gì vậy? Làm sao mà có chuyện đó được? Trời ơi, tôi nói từ trước khi có cái dự án của anh Tấn Bình lận. Tôi đâu có biết cái dự án này bà sẽ đem cho ông Lộc thẩm định đâu. Dè khi bắt gặp cái tên Tấn Bình, ổng lừa nhớ lại những gì tôi nói, đâm ra ổng ngứa mũi. Ê bà, cái ông này ổng ích kỷ quá ha. Thôi thôi, bỏ qua đi. Bà, nếu như mà ông Lộc thật tình yêu bà thì sao hả? Bà nói cái gì vậy? Làm sao mà có chuyện đó được? Có 100% á là ổng chồng cái si bà rồi đó. Nhìn cái bộ dạng của ổng săn đón bà, tôi đoán được ý đồ liền. Nói thiệt nha, tôi mà là đàn ông con trai á, tôi cũng sẽ làm như ổng. Cua được bà, ổng nhảy giọt một bước lên mây. Thời buổi kim tiền mà, ai mà không muốn thăng hoa tiến chức, đúng không? Suy nghĩ gì mà thực dụng quá vậy? Nè nè, có khi nào anh Bình á cũng thực dụng giống như bà vậy không? Thực dụng hay không á thì tôi cũng không có biết nữa. Nhưng mà ảnh là một người tốt. Ảnh á nặng tình với anh Chí Thông quá trời. Chơi với bạn mà không có bỏ bạn, hết lòng vì bạn. Kiếm một người như anh Tấn Bình á khó lắm á nghe. Đào vậy được rồi đó. Sao vậy là được rồi? Chôn xuống á, trước sau gì chẳng thành bùng. Chả ai biết được. Có lẽ vậy. Hất xác nó xuống, xong rồi lấy cây cỏ phủ lên. À mà mai mốt á, mày đừng có làng hoàng qua đây nha. Quan hồn mà nó hiện về á, bóp cổ mày ngay. Nó mà dám về hù dọa tao hả mày? Nhưng mà liệu nó có biết nó sắp được nhập khẩu không? Sức mấy? Nếu biết, nó đã không ngồi sau xe tao để lên cái chút này. Mà nè, không biết muộn nhã hơn cho thằng Mạnh ăn cái bả gì mà bảo sao nó đi vậy hả mày? Sao mày ngu quá vậy? Bả tình chứ còn bả gì? Có lẽ vậy. Mà bà Hân đó là chim săn mồi của Sáu Long. Mà con nào con nấy đã dính vào bả tình rồi là gục búa xô luôn. Mà trước khi chết á, thằng Mạnh này chắc chắn là nó đã được hít một chút về thân xác của bả rồi. Đúng rồi đó, vậy thôi, chết vậy cũng sướng mà, đúng không? Đúng quá chi nữa. Dạ Hân, em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang suy nghĩ về chuyện của anh. Phải đưa anh đi lánh nạn ở bên kia biên giới một thời gian cũng là điều bất đắc dĩ.
chứ Dạ Hân không hề buông. Khi nào mọi chuyện êm xuôi, Dạ Hân sẽ cho người qua đón anh về. Nhưng mà anh muốn ra trình báo cho chính quyền, anh đâu có giết Sao Long đâu. Bộ anh bị khùng hả? Anh có nghĩ là công an họ sẽ tin lời anh không? Nhưng thật sự anh không giết ai cả. Sao Long bị đẩy ngã và con dao anh đang cầm trên tay mà. Vậy vì sao anh phải cầm dao? Chỉ có Nhã Hân là tin anh thôi. Anh có hai con đường. Một là ra trình báo, hai là bỏ đi sau một thời gian. Tùy anh lựa chọn, Hân không ép. Anh muốn em cùng đi nha. Nhã Hân phải ở đây để giải quyết một vài việc, rồi sau đó mới qua với anh. Với lại để anh phải ra trình diện, em không hề muốn. Vậy khi nào anh mới qua bên kia? Nội trong vòng hôm nay sẽ có người tới đưa anh đi. Em à, tự nhiên anh thấy bồn chồn quá. Dạ Hân cũng buồn khi phải để anh ra đi. Nhưng để anh ra đầu thú rồi ngồi tù thì có lẽ mình sẽ mất nhau mãi mãi. Anh ráng nén chịu xa cách nhau một thời gian, rồi sau đó mình sẽ có nhau trọn đời. Như vậy có hay hơn không? Cậu đợi tình hình chiến không có tiến triển chút nào không chị? Vẫn như vậy thôi mà. Nói chung là không có dấu hiệu gì khả quan hết. Bác sĩ nói phải kiên nhẫn. Không mà, sao mày cứ im lìm như vậy? Mày có biết là tao mong mày tỉnh lại như thế nào không? Có người đã chịu bỏ vốn ra cho chúng ta dựng lại siêu sao. Nhưng mà điều đó đối với tao là vô nghĩa nếu như mày không tỉnh lại. Chị hãy cầm tiền thêm để mà chị dùng ở đây. Em cứ yên tâm. Chị Thông nó sống hết tình với chị em mình. Nay nó gặp nạn, chị đáng chịu đựng mà chăm sóc nó. Em tin là nó sẽ tỉnh lại. Nhìn chị Thông mê man như vậy, chị cũng thương nó quá. Cầu trời Phật phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi. Em đó cũng phải bao giữ gìn sức khỏe, chú ý ăn uống nghỉ ngơi, đừng có lo làm việc lấy chết. Lo việc này việc kia, chị không có yên tâm chút nào hết á. Chí Thông đã như vậy rồi, em mà gục xuống ngủ thì mọi chuyện sẽ ra sao? Chị hãy yên tâm đi, em biết tự lượng sức mình mà. Có gì vậy chú Tư? Ê, nhìn phải hình đâu mày? Đâu? Trời ơi, chả kệ chả chứ có gì quan trọng đâu chú. Đúng là nó rồi. Ai mà đứng với mụ nào vậy mày? Dám vợ chả lắm à. Thank you.
cha mày với tao. Chú Tư, chuyện gì vậy trời? Nhớ chú Tư không? Chú ơi chú, bữa nay thịt bò ngon lắm, chú mua giúp con đi. Tôi đi tìm chú Hinh. Mà cô lại gì chú Hinh vậy? Vợ của tôi đó chú. Dạ chào chú. Vợ của chú Hinh vừa đẹp vừa giỏi giang vậy, sao giới thiệu cho tụi này biết mà? Đó, chú coi, có bao giờ ông giới thiệu tôi với bạn bè ông đâu. Tại quá. Mày á, mày tại lắm nha mày. Công việc á, buôn bán của vợ chồng tôi bề bộn lắm, nên tôi chưa có thời gian rảnh đưa vợ tôi đi gặp chú. Mai mốt đi. Vừa nói cái gì đó, nhớ đó nha. Mai mốt á, mà cô tới nhà tôi đãi một chầu linh đình luôn. Bây giờ tôi xin phép cô cho hai chú cháu tôi ra ngoài nói chuyện chút được không? Dạ dạ, chú cứ tự nhiên ạ. Nè, tiếp chuyện chú đi chứ. Chị á, có người chồng giỏi giang ghê á. Cha đó mà giỏi gì, ăn rồi đi cà nhậu, không có được tích sự gì hết. Ý chị là sao? Trời ơi, ảnh có nguyên ổ Việt kiều. Hằng tháng bà con cô bác đều gửi tiền về tài khoản của ảnh. Vậy mà khổ gì chị? Thằng cha nó dốc á. Thằng cha mà có bà con Việt kiều nào đâu. Từ trước tới giờ hả, chỉ có con vợ này nè, lo cho thằng cha từng tiếng một. Vậy hả, mà ra đường cứ hô ta có nhà Việt kiều bên Mỹ, 400 người bên Úc, 300 người bên Canada, 10 người bên Mỹ, tùm lum hết phải không chị? Nói chung là bà con dòng họ của ảnh giỏi quá rồi còn gì nữa. Anh cũng biết nữa hả? Trời ơi, nói riết á mà em thuộc lòng luôn á. Này bảy, thằng Hinh á nhà ý mời tao với mày tới nhà nó nhậu chơi, lát qua nhà không sao. Dở cho anh đi tiếp chú Tư với bảy nghe, hai người đều là anh em kết nghĩa với anh á, chí cốt á. Thì tiếp đi, ai mà cấm đoán. Mà nè, ở nhà thì được, mà ra quán á gái gú là không được, nghe chưa? Đó, thôi vô nhà chơi chú Tư. Em đi nghỉ. Dạ chào chú. Ráng định hình, lửa sắp bùng lên rồi đó. Mày đánh tao hả mày? Đi lấy bia cho chú á. Lẹ đi cho anh Hinh. Ê, coi cái nhà Hinh cho bộ được cái mày. Vậy chứ con nó không được nào đâu. Nhưng mà cái mồi á, tao thấy nó sợ con vợ lắm đó nha mày. Trời ơi, sợ là cái chắc rồi. Vợ ổng nhìn cái tướng đi giống như là khủng long thời cổ vậy đó. Quỷ. Hết bị lon rồi ông ơi. Mày nói tao nghe mắc cười quá. Chú Tư, vô di chuyển lần này đi chú Tư, lần sau mình lại nổ bị lon. Đó, chú nghe bảy nói không? Nể tình á, tao vô di cho chú mày lần này. Ngồi đâu? Mày tính cho tao với bảy uống chay hả mày? Khó uống lắm á con. Ngồi nè ông ơi. Mồi này của mày đây hả? Mày nghĩ sao mày lấy thịt bò mà cho ăn trúc được? Mày cho tụi tao ăn đậu phộng. Tao dù mét vợ mày. Tôi cho ăn trúc thịt bò nào? Mày không cho, tao cũng nói mày cho thịt bò ăn trúc. Bây giờ ông muốn ăn gì? Thịt bò. Mà thịt bò thăn nghe con. Ráng đi anh Hinh, trái nhà là nguy to đó. Ông Hinh á, hôm nay ông hẹn chú Tư rồi. Nó không đụng tao rồi tao cũng đụng nó à. Vậy là hiểu rồi. Sắp chín đổi cha. Ông nội đi lên trển đi, hồi con dọn lên cho ông nội ăn nhậu. Ông của nội xuống đây làm gì vậy? Tao xuống tao coi mày có bỏ thuốc độc trong thịt không. Ủa tôi khùng hả? Đúng rồi, mày đâu có khùng, mà mày manh manh á. Không dám đâu. Ê Hinh, nhà này của mày thiệt hả? Không phải nhà tôi chứ nhà ai. Vậy á, ngày mai tao chở Trúc tới đây. Có khi á, Trúc thích căn nhà này, Trúc chịu mày làm chồng luôn á. Tao chấp nhận thua cuộc, gửi hết cho mày luôn á. Ông muốn gì thì ông nói, tôi hầu ông á. Ông chở Trúc đến đây, chẳng khác nào ông giết tôi á. Yêu mà sợ hả mày?
con lại ông. Con thề con không yêu nữa đâu. Con nhường cho ông hết đó. Vậy thì được. Mang mồi lên đi mày. Chúc mừng chú Tư tới nhà đi mày. Anh chúc mừng. Tôi cũng chúc mừng luôn. Ráng đi anh, khỏi tới nhà. Có câu mày nói hoài à. Mày nói riết mày lông luôn á. Ê, đụng chạm nghe mày. Tự ái nghe mày. Ê, cái mùi gì kỳ quá bảy. Ủa, sao kỳ chú Tư? Tao thấy hình như nó hơi mùi nhang hay sao á. Đi nhậu chùa phải thơm mùi nhang rồi. Vừa phải thôi nha mấy cha. Nhậu chùa mà cứ làm bèm hoài. Dạ chú uống trà đi chú. Cảm ơn cậu. Trà ngon quá. Dạ. Đọc cả hai bản dự thảo hợp đồng thấy chú Tư quả là người của pháp luật. Chẳng biết khi nào mà cháu mới học hỏi được chú và chú Nghiêm dạy ba phần. Có là gì đâu, thợ già nó quen tay thôi mà. Vậy ý cậu Bình về hai bản dự thảo này ra sao? Cả hai phương án mà vị thân chủ tốt bụng của chú đưa ra với chúng tôi cũng rất là ưu ái. Đặc biệt là phương án thứ nhất. Là phương án mua lại toàn bộ siêu sao và trả lại cho cậu một khoản hoa hồng xứng đáng. Cùng với đề nghị, tôi vẫn tiếp tục đảm trách cương vị giám đốc điều hành như trước. Đó cũng là vì thân chủ của tôi biết khách sạn nhà hàng siêu sao đang mời gọi đầu tư. Và với mức công ty tài chính làm việc, đầu tư. Vậy là cậu chọn phương án 1 mà thân chủ tôi đưa ra. Không, thưa chú. Rất tiếc là tôi phải khước từ. Bởi vì siêu sao không thuộc quyền sở hữu của tôi. Đó là nói về lý. Còn về tình thì tôi xin phép khẳng định là cuối cùng. Không bao giờ tôi bán siêu sao. Chú có thể giúp tôi nói với vị thân chủ tốt bụng của chú. Nếu như tôi không giải quyết được khoản nợ ngân hàng để tới mức siêu sao bị rao bán, thì lúc đó chú hoặc thân chủ của chú có thể liên hệ với ngân hàng để mua lại nơi này. Còn tôi thì nhất định sẽ ra khỏi đây. Còn đối với nội dung được nêu ra trong bản dự thảo thứ hai, đó là việc chú cho tôi có thêm thời gian để trả nợ ngân hàng với kỳ hạn và lãi suất vay quá ưu đãi. Tôi thành thật cảm ơn. Nhưng được quên điều kiện siêu sao vẫn phải tiếp tục hoạt động dưới quyền điều khiển của cậu nhé. Nếu có thể làm gì để giúp cho siêu sao càng đi lên, tôi không bao giờ từ chối. Vậy là cậu mình đồng ý với bản hợp đồng thứ hai này. Dạ. Tất nhiên tôi vẫn đề nghị chú cho tôi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa về bản dự thảo này. Tôi sẽ có câu trả lời chính thức thật sớm cho chú. Điều đó là đương nhiên. Dạ. Chú uống nước đi. Xin phép được hỏi chú là chú có thể cho tôi biết danh tính thân chủ của chú được không? Không biết là chú Nghiêm hay là cô Thúy Hằng. Rất tiếc tôi không được phép tiết lộ. Và có việc gì anh cứ điện trực tiếp cho tôi. Chú làm tôi hồi hộp quá. Tôi sẽ không suy đoán nữa. Tôi chỉ xin hứa là sẽ cố gắng làm việc cho thật tốt để có thể trả cho ai đó món nợ ân tình này. Một lần nữa chú Thành cho tôi gửi lời cảm ơn đến thân chủ của chú. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi có một câu hỏi ngoại lệ với cậu. Cậu có tin về định mệnh không? Tôi tin. Và tôi sợ. Sợ cái cảm giác mà khi biết số phận của mình đã được sắp đặt. Chú Thành là luật sư, chắc là không bao giờ tin mấy cái vụ này hả? Tôi sẽ phép về. Dạ. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn chú và thân chủ của chú. Sáng mai tôi sẽ đến văn phòng gặp chú.
Dạ. Anh đúng là ngốc. Tự nhiên bây giờ nằm đây tôi thủ một mình vậy đó. Người mà anh si mê á, lặn mất tâm rồi. Phải chi mà ngày xưa á, anh gặp em sớm hơn thì đâu có bị tai nạn vậy đâu, đúng không? Anh biết tại sao không? Bởi vì á, khi mà anh yêu em rồi á, thì em sẽ không bao giờ mà lừa gạt hay là phản bội anh đâu. Anh yêu à, anh tỉnh dậy đi. Anh tỉnh dậy á, thì anh mới thấy nàng công chúa Mỹ Chi đang ở bên cạnh anh nè. Anh phải tỉnh dậy thì anh mới biết được tình yêu của em dành cho anh nhiều tới giường nào. Anh phải tỉnh dậy để anh còn yêu em, để giúp em không còn phải sống lẻ loi cho cõi đời này nữa. Anh Thông ơi, anh có nghe em nói gì không? Em yêu anh. Lên vô đây nó nghe nè. Có chuyện gì vậy? Anh Thông tỉnh dậy rồi nè. Có gì đâu, Chí Thông vẫn như vậy mà. Khi nãy em thấy bàn tay Chí Thông chút chích thiệt mà. Em nói thiệt. Vậy rốt cuộc là đầu đuôi ra sao? Bình tĩnh kể mọi người nghe xem nào. Khi nãy tôi thấy mấy cái ngón tay của anh chút nhích. Mấy cái ngón tay của anh á còn chạm lên mặt tôi nữa nè. Tôi thấy như vậy tôi mới kêu bà vô. Chị thấy có gì lạ không? Không, chị không thấy gì hết. Mỹ Chi, chắc là bà tưởng tượng rồi đó. Nếu không thì là qua mắt. Làm gì có chuyện đó. Hồi nãy á, tôi thấy mấy ngón tay của ảnh nhúc nhích vậy nè. Hai người không có tin hả? Để tôi chứng minh cho hai người thấy. Nhưng mà không có cười nha. Anh yêu à, anh tỉnh dậy đi. Anh đừng có bỏ em một mình. Anh phải tỉnh lại thì chị Hai với Giao Linh mới tin là em nói thiệt. Anh có nghe em nói không? Anh à, em cần anh, em yêu anh. Cô kìa. Đó, bà ta nhích nhích nè. Để tôi đi gọi bác sĩ cho. Chí Thông, tỉnh lại đi em. Chị Hai nè. Tỉnh dậy đi. Chí Thông anh. À, tỉnh lại đi em. Tình hình của bệnh nhân khá nặng, đề nghị người nhà đi ra ngoài. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Dạ, chị. Mình nghĩ á, Mỹ Chi chính là nữ thần hộ mệnh của anh Thông, cho nên mới khiến anh tỉnh lại như vậy đó. Ban đầu á, mình cứ nghĩ là mình nói chuyện với ảnh cho đỡ buồn thôi. Ai dè, anh tỉnh lại thiệt. Mà Mỹ Chi nói giỡn, nhưng biết đâu anh Chí Thông tưởng thiệt thì sao? Kiểu này á, là bà phải vô đây thường xuyên hơn, để cho anh Chí Thông mau tỉnh lại. Để tôi báo cho anh Bình biết, chắc là anh vui lắm đó. Ừ. Anh Bình tắt máy rồi. Đang giờ làm việc sao tắt máy được? Chắc là điện thoại hết pin đấy. Thôi Mỹ Chi ở đây nha. Phòng khi mà anh Thông tỉnh dậy thì lúc đó cần có Mỹ Chi ha. Còn mình sẽ đi báo cho anh Bình biết. Có gì quay lại đón Mỹ Chi sau ha. Bye. Có khi nào mình với ảnh
là Duy tìm định duy trì sắp đặt không ta? Mình chỉ mới nói có tiếng yêu mà đã khiến anh tỉnh dậy. Mình thiệt xấu hổ quá. Tiễn dòng đó đi. Giết mày. Như cách mày đã làm sao lâu. Chúng mày có mấy thằng mà nó giết tao hả? Nhớ chút. Đừng tưởng mày có võ mà tao sợ mày. Bữa nay mày tới số. Nhớ chút. Chào chị. Dạ. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho chị? Tôi muốn gặp anh Tấn Bình, giám đốc điều hành ở đây. Cô cứ báo là có Giao Linh đến tìm. Dạ, anh Bình hiện nay không có ở đây chị à. Chị có muốn nhắn gì không ạ? Gọi điện thì không nghe máy, đến đây thì không gặp mặt. Chị ơi, chị có biết là anh Bình đi đâu không? Tôi có chuyện quan trọng lắm. Dạ không. Nếu chị có việc, chị cứ nói với em sẽ báo lại với anh sau ạ. Cô có nhắn là bạn của anh Bình đã hồi tỉnh, như vậy là được rồi. Mà cũng không cần nói là tôi tới tìm đâu, anh ta sẽ tự hiểu. Chào chị. Dạ. Alo, Giao Linh nghe. Giao Linh, cứu anh. Anh Mạnh hả? Anh sao vậy? Người ta muốn giết anh, nhưng anh chạy thoát được. Anh biết rất nhiều chuyện. Anh sẽ nói với em tất cả. Giao Linh à, em hãy cứu anh. Vậy chỉ có em mới cứu được anh thôi. Anh cứ ở yên đó đi, em sẽ đến ngay. Cho tôi một chiếc taxi đến. Gì mà lâu dữ vậy thằng quỷ? Nhận được tin mày tỉnh lại là tôi mừng hết biết luôn. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Ta báo cho mày một tin vui để mày mừng. Chú Nghiêm đã đầu tư cho chúng ta rồi, bằng cách là chú ấy cho tụi mình mượn tiền để trả nợ ngân hàng. Thời hạn phải trả là 5 năm, nhưng mà chuyện đó tính sau đi mày. Điều quan trọng nhất là mày vẫn là chủ của khách sạn nhà hàng siêu sao. Mày có nghe tao nói gì không? Mày hãy tỉnh lại đi. Tao sẽ không thể trả được nợ nếu như chỉ có mình tao phải làm hết mọi chuyện. Tao thực sự rất cần mày. Khách sạn cũng cần mày nữa. Nếu như mày còn coi tao là bạn thì mày hãy tỉnh lại đi thôi. Em chờ chạy qua chỗ anh đứng đó. Quay lại đi anh.
anh sẽ ra gần hơn. Ok. Để em thấy. Anh thấy không? Anh đang. Tôi đã ký tên vào hợp đồng, chú coi lại giùm. Vậy là sau khi đọc kỹ, cậu đã dứt khoát? Dạ, tất nhiên là tôi đã đọc kỹ hợp đồng rồi đó chú. Thân chủ của chú chắc hiểu rất rõ về tôi. Chú cho tôi gửi lời cảm ơn đến họ. Thân chủ của tôi chỉ yêu cầu cậu thực hiện nghiêm chỉnh mọi điều khoản của hợp đồng. Tôi hứa, tôi nghĩ mình sẽ thực hiện được hợp đồng này. Thời hạn 5 năm mà thân chủ của chú đưa ra, không dài cũng không ngắn. Nó đủ cho tôi hoàn thành những dự định của mình. Ngoài ra thì những điều khoản được coi là bắt buộc cũng dễ chịu, tạo thuận lợi rất nhiều cho tôi. Liệu cậu có hơi chủ quan không? Tôi nghĩ là mình không chủ quan. Tôi hoàn toàn tự tin khi ký tên vào bản hợp đồng. Tự tin? Dạ, nếu không tự tin thì khó có thể làm được việc gì. Cậu thử uống trà của tôi xem có ngon bằng trà khách sạn siêu sao của cậu không? Dạ. Dạ cảm ơn chú. Xin mời. Dạ. Cậu thấy thế nào? Chú là người uống trà sành điệu thì tất nhiên trà của chú phải ngon rồi. Nhưng thú thật với chú, cho dù trà của chú không ngon bằng trà bởi khách sạn siêu sao thì tôi cũng phải nói là ngon hơn thôi. Chú mang đến cho tôi cơ hội thì tại sao tôi lại tiếc một lời khen chứ? Cậu đúng là một gã giám đốc lém lỉnh. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thân chủ của tôi lại đặt niềm tin vào cậu. Tôi không biết đây là lời khen hay chê, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để thân chủ của chú không thất vọng. Một lần nữa, tôi chân thành xin được nói lời cảm ơn với chú và thân chủ của chú. Mọi thủ tục đã xong, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của nhà hàng khách sạn siêu sao. Tôi tin là chúng ta sẽ còn hợp tác với nhau nhiều hơn nữa. Dạ, xin phép chú tôi về. Dạ, nhưng đây tôi mời chú và thân chủ của chú đến nhà hàng siêu sao. Tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để mời chí thân về mới hồi tỉnh. Thân chủ của tôi có thể không đến được, nhưng tôi cũng sẽ báo cho họ biết. Cảm ơn chú. Nhưng tôi sẽ trực tiếp nói với cô Thúy Hằng. Ủa vậy hả? Chiều chú rảnh nhất định phải tới đó. Hôm nay tôi cũng không rảnh việc, còn làm thủ tục chuyển ngân cho cậu nữa chứ. Tôi biết là cái khoản nợ đó chưa tới thời gian đáo hạn, nhưng mà giải quyết được đó thì cũng nhẹ lắm. Dạ. Có đúng vậy đó không? Đó cũng chính là suy nghĩ và mong mỏi của tôi. Dạ, chúc chú một ngày tốt lành. Tôi cũng chúc cậu như vậy. Dạ, chào chú. Ủa? Linh cũng tới đây à? Anh đi đâu vậy? Nè, đừng nói là đến nhờ luật sư Thành làm thủ tục để bán nhà hàng khách sạn siêu sao nha. Mở võ đài cho em hả? Anh định mở võ đài trong khuôn viên khách sạn nhà hàng siêu sao. Thì đâu có lý do gì mà bán nó. Anh đâu có bị điên. Đàn ông con trai gì mà đanh đá. Chứ không lẽ để bị ai đó ăn hiếp tối ngày hay sao? Nói giỡn thôi. Chứ anh đang có chuyện cũng tính tới gặp Linh đây. Trùng hợp ghê ha. Em cũng đang đi tìm anh đó. Vậy à? Em tìm anh có chuyện gì? Câu này em phải hỏi anh trước mới đúng chứ. Ai nói trước cũng được mà. Thôi, anh trả lời em luôn. Anh tìm Linh trước hết là để cảm ơn Linh đã tới khách sạn nhà hàng siêu sao báo tin cho anh biết là thằng Thông đã hồi tỉnh. Thông tin đó đối với anh rất quý giá. Chỉ vậy thôi hả? Nếu vậy thì có thể gọi điện thoại. Đâu nhất thiết là phải gặp trực tiếp. Không, còn điều thứ hai nữa. Là điều gì? Anh định cho Linh biết đã có người hợp tác với anh để giữ lại khách sạn nhà hàng siêu sao với những điều khoản rất thuận lợi cho anh. Là ai? Không nói được. Tại sao phải giấu? Họ cũng có cho anh biết đâu. Chúc mừng.
Còn anh thì thành thật chia buồn với em. Vì sao? Thì em đã đánh mất đi một cơ hội đầu tư, mà lẽ ra em phải là người nhanh tay nắm bắt lấy nó. Ra là vậy. Nhưng mà hình như anh đang quá tự tin thì phải. Em hy vọng là cái người đối tác nào đó của anh sẽ không quá thất vọng về anh. Bởi vì thường thì hy vọng càng cao thì sẽ thất vọng càng nhiều. Nhưng với anh, họ sẽ không bao giờ thất vọng. Rồi em sẽ thấy cơ hội mà em bỏ qua hôm nay, sau này em sẽ hối tiếc. Chúng ta đang thách thức nhau đó hả? Em thì sẽ không bao giờ hối tiếc. Cầu mong là anh sẽ giúp em có được cảm giác đó. Nói là phải giữ lời đó nghe. À, em vào trong gặp chú Thành chút xíu. Lát nữa có gì anh em mình nói chuyện nha. Ok, nhưng mà cho anh 30 phút anh ghé sang nhà có chút việc. Không thành vấn đề. Vậy là lát nữa một tiếng em sẽ nhắn tin em đang ở đâu ha. Ok. Bye. Ê, nhưng mà nhớ là không được hỏi cái người đầu tư đó đâu nghe. Để bà ganh tị với người ta. Không dám đâu. Anh Bình với Nhã Hân có quan hệ như thế nào? Có vẻ như Nhã Hân yêu anh. Còn anh? Sao tự nhiên em lại quan tâm đến Nhã Hân? Em để ý thấy anh rất hay sử dụng cú pháp trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Hình như là như vậy. Nhất là đối với những câu hỏi khó. Em tưởng là câu hỏi của em quá dễ đó chứ. Có hay không vậy thôi. Đó, khó là ở chỗ đó em à. Bây giờ thì anh chưa có tình cảm với Nhã Hân, nhưng mà sau này ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như mà Nhã Hân cho anh cơ hội vượt qua thử thách này, biết đâu anh sẽ yêu cô ấy. Không trả được bằng tiền thì trả bằng tình. Em nghĩ vậy có được không? Anh nghĩ là cô ta sẽ là người bỏ tiền ra để giúp anh giữ lại cơ ngơi của anh Thông hả? Anh đâu có nghĩ, chỉ là đoán chừng vậy thôi. Mà biết đâu có khi cũng chẳng phải là Nhã Hân đâu, mà là một ân nhân nào khác thì sao? Ngoài Nhã Hân ra thì làm gì có ai khác. Sao không? Chẳng hạn như là Thúy Hằng nè, ba của Giao Linh nè, rồi có khi cả... Ê mà không, không thể nào mà có Giao Linh trong cái danh sách mà anh nghĩ tới đâu. Mà cũng lạ ha. Tại sao Giao Linh lại quan tâm đến những người mà muốn giúp đỡ anh? À, hay là em bực vì họ đã cướp mất đi cơ hội đầu tư của em? Nếu như vậy thì em cứ tự trách mình đúng hơn là trách họ. Nè, đừng có mà hàm hồ. Em đâu có thèm giận mấy người đầu tư cho anh. Tại vì em ái ngại cho họ. Ai mà bỏ tiền đầu tư vô cho anh á hả, thì quả là liều mạng, không biết tôn trọng đồng tiền. Mà quan trọng hơn á là họ không biết nhìn người. Em nói sao? Em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Đừng có giận nha. Giận thì không giận, nhưng mà muốn ói máu luôn. Không đầu tư cho người ta thì thôi, còn lấy cù nèo móc họng nữa. Biết nhìn hay không biết nhìn, sau này Giao Linh sẽ biết.